Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh xin chào toàn thể anh em. Như anh em đã biết, shop giới thiệu với các bác mấy anh em cái mẫu loa mà E898 nhá. E898 mà cái phiên bản mới, phiên bản cải tiến về pin nhá. Nó không dùng cái pin 7,4V nữa mà nó dùng pin có 3,7V thôi. Và cái nguồn sạc của nó nhá, nguồn sạc của nó sẽ là 5V. Thế còn cái pin của cái máy đời trước kia ấy nó là nguồn sạc 10V. Thì bây giờ cái nguồn sạc 5V này ấy, nó sẽ chung với nguồn sạc của điện thoại, chung với cục sạc của điện thoại và dùng chung cục sạc dự phòng của điện thoại luôn. Tại vì nguồn sạc nó là nguồn sạc 5V nhá. Thì mấy cái mẫu phiên bản này là phiên bản mới, mới ra thời gian gần đây thôi. Thì một số các bác là cũng có lo ngại là phụ kiện pin của nó có được bền hay không. Thế và khi hỏng hóc chập cháy thì có để mua thay thế hay không. Thì shop xin trả lời với các bác nhá, là sẽ có pin của cái loa 898 mà pin điện sạc 5V đấy để các bác mua và các bác thay thế nhá. Và thời gian dùng pin liên tục của cái loa 898 này mà khi nạp căng lên ấy là nó dùng được tới tận 10 tiếng, hơn 10 tiếng nhá. Đây. Thì hôm nay xin giới thiệu với những cái mẫu phụ kiện với cái pin mà pin 7,4V như này thì là shop đã có bán từ trước đến giờ rồi, là dùng cho những cái loa mà dùng nguồn sạc là 10V nhá. Đây, phụ kiện dành cho loa điều khiển từ xa là phụ kiện nào số cũng có nhá. Đây là cái pin dùng cho cái loa nguồn sạc là 10V. Hôm nay giới thiệu với các bác là cái quả pin là dùng cho các loại loa có điện sạc là 5V. Điển hình là cái loa 898 kiểu mới cải tiến về pin. Và có cái loa nữa là loa Q93 nhá, Q93. Giới thiệu với các bác luôn. Đây. Quả pin này các bác mua về là các bác chỉ việc thay vào thôi nhá. Để tôi mở cụ thể cái loa này ra cho các bác xem. Đây là cái loa 898 phiên bản mới cải tiến về pin đây. Cái này ấy thì hình dáng nó giống đặc như là cái loa kia thôi nhá, không khác gì các bác nhá, không khác gì hết nhá. Vẫn là màu rèn di truyền thống. Tay điều khiển vẫn là tay điều khiển nút bấm màu xanh này, tay điều khiển nút bấm màu xanh này. Cái cách duy nhất để các bác phân biệt đấy là khi các bác thấy cái bộ sạc đi theo này, các bác quan sát này. Các bác quan sát cái sạc này nhá, nó là DC 5V. Nó là DC 5V ấy thì đây DC 5V. Đây chỗ này này, dòng cuối này. DC 5V ấy thì là coi như là nó sẽ dùng cái pin nhỏ như này. Đây. Với cái này là cái loại là cái mẫu loa 898 kiểu mới có cải tiến về pin. Thế còn cái mặt màn hình trên này. Lúc mới đầu tiên ấy thì nó ra cái mặt hình màu đen. Nhưng mà sau một số lô hàng sau thì lại có cái mặt hình màu trắng, nhá. Thì cái mặt màn hình này màu đen hay màu trắng này không quan trọng các bác nhá. Vẫn là nó thôi, nó chỉ khác nhau cái màu thôi, còn không khác gì khác nhá. Đây tôi sẽ tháo ra cho các bác xem là cụ thể cái pin ở bên trong nó là pin như thế nào. Và thông báo với các bác luôn là các bác mà có bị chập cháy, hư hỏng chai, cần thay quả mới thì bên shop sẽ có cung cấp cho các bác cái pin 3,7V nhá. Pin 3,7V và điện sạc là 5V. Đây tôi tháo đây, là, đây cũng là hướng dẫn cho các bác cái cách thay pin luôn nhé. Đây các bác tháo bốn con ốc ở phía sau ra, dùng cái dụng cụ đúng với khía ốc để tháo ra nhé. Khi các bác tháo ra như vậy thì các bác sẽ tách đôi cái loa ra được nhé. Các bác sẽ tách đôi cái loa ra được. Phần này nó còn dính keo nữa. Khớp nó còn dính keo nữa các bác nhá. Đây nó còn cái khớp trên này nữa. Quăng tách mạnh ra. Khớp này rất là chặt đấy. Rồi. Ốc các bác để ra một bên nó khỏi nạc nhá. Rồi. Nó còn dính keo nữa. Các bác tháo bốn con ốc ở phía sau. Ra bốn ốc ở phía sau ra. Các bác sẽ tách đôi cái loa ra nhé. Đây, các bác hình dung ra. Tháo bốn ốc ra tách sau, tách đôi cái loa ra. Cái này này. Cái nhàm ở đây ấy, nhiều khi nó sẽ hơi kẹp, hơi chặt. Để các bác tách nửa nửa ra nhé. Ở trong này các bác nhìn này. Nó sẽ có hai cái rắc nhá. Hai cái rắc. Các bác để ý. Hai rắc này nó giống nhau này, là dây đỏ, dây đen. Các bác để ý vị trí nhá. Cái rắc của quả pin nó sẽ cắm ở trên. Nhá, rắc quả pin cắm trên này. Tôi lấy ra trước này. Tôi lấy ra trước nhá.
thì cái rắc của bát loa, rắc của bát loa nhá, thì sẽ cắm ở dưới đấy, ở dưới đây. À, các bác để ý nhá, sau tí nữa các bác cắm vào thì là rắc pin các bác cắm lên trên, rắc loa các bác cắm ở dưới nhá. Đây, đây là cái men mạch của cái loa đây, men mạch của loa đây. Và phía bên này nhá là cái mặt trước, nó có chứa cái bát loa. Cái bát loa này 4 ôm 5W này. À, 4 ôm 5W. Thì đây chính là cái quả pin của nó nhá các bác nhá. Các bác nhìn đây, đây chính là quả pin. Quả pin này được gắn keo sẵn ở đây để cho nó im, nó không lúc lắc. Thế còn trường hợp các bác mà có bị bật keo ra thì các bác tháo ra và lại gắn keo lại nhá. Thì nó sẽ im lại, nó không bị lúc lắc. Đây quả pin này các bác này, đây một quả nhá. Đấy. Đấy. Đấy, quả pin thay thế thì nó sẽ giống đặc cho các bác luôn. Các bác không phải làm việc gì khác, là chỉ việc rút rắc ra, gắn quả pin này lại và gắn keo vào để cho nó khỏi rung. Hoặc là các bác kê lại mà sao nó không rung nhá. Và các bác lại cắm cái rắc này lại là được nhá. Còn ngoài ra không phải hàn, không phải làm cái gì hết nhá, không phải làm bất cứ việc gì. Thế quả này là quả pin 3,7V. Quả pin 3,7V các bác nhá. Đấy, quả pin này thì các bác có thể mua ở ngoài thị trường cũng có. Nhưng mà nó sẽ chưa có hàn dây sẵn cho các bác, mà nó cái quả trơn thôi. Thì các bác về phải tự hàn. Thế còn cái này thì đã hàn sẵn rồi. Và ở trong này là nó có cả một cái mạch điện tử, có những cái con diode, con trở, để cho giúp cái việc sạc điện vào pin được nhanh, được ổn định, nó không bị hỏng pin nhá. Thế còn cái quả mà các bác mua trơn trực tiếp là các bác về hàn vào thì chỉ dùng được thôi, chứ còn đâu sạc vào thì nó sẽ khó vào đấy nhá. Rất là khó vào. Thế đây nhá, thế đây cũng là cái cách để các bác tháo ra, các bác thay pin. Và đồng thời là shop cũng giới thiệu với các bác là với cái mẫu loa 898 cái kiểu mới cải tiến về pin ấy thì là sẽ có pin để cho các bác thay thế nhá. Các bác không phải lo ngại nhá. Đã có pin thì các bác thay thế. Đấy. Các bác có nhu cầu cần gì thì là cứ liên hệ trực tiếp với lại shop nhá. Liên hệ trực tiếp với shop Tân Ánh theo các đầu số 4 số điện thoại, 3 đầu số Viettel, đầu số Vina, đầu số Mobi. Các bác gọi số này không được thì các bác gọi số khác. Shop nhiều khi là bận máy, tại vì các bác gọi đến cũng nhiều thì là các bác chưa gặp được, thì các bác từ từ shop sẽ sắp xếp thời gian gọi lại cho các bác sau nhá. Tất cả các mẫu loa và phụ kiện thì cái phụ kiện của loa shop có đủ nhá, cho các bác thay thế sửa chữa nhá. Các bác bị hỏng pin, chai pin hay bị rơi nước chập cháy hỏng pin thì sẽ có pin thay cho các bác, là cái loại pin mà nguồn sạc là 5V. Điển hình đây là dùng cho loa ZI898 kiểu mới nhá. Đây, bản mạch của nó đây. Cái bản mạch này thì bản mạch nó cải tiến rất là nhiều. Bản mạch siêu tiết kiệm pin. Nạp căng lên là sẽ dùng liên tục tới tận 10 tiếng hơn nhá các bác nhá. Rồi, mong nhận được sự ủng hộ và giao lưu với anh em toàn quốc nhá. Các bác vui lòng đăng ký kênh, ủng hộ kênh. Rồi sẽ cập nhật được những cái video mới mà shop hướng dẫn cho các bác nhá. Cái dây này này là cái dây này nó bỏ thừa không đấy các bác nhá, không quan trọng nhá, dây bỏ thừa nó chờ sẵn vậy thôi nhá các bác nhá. Rồi xin cảm ơn các bác nhá, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhá. Xin chào.